Ok, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài về năng lượng của tháng 9 hoặc là những cái điều gì sắp sửa đến với bạn. Và nó có thể là những cái thông điệp dành cho bạn, cho cái tinh thần của bạn, cho những cái ngày sắp tới của bạn hoặc là giống như là những cái thử thách nào mà bạn cần phải gọi là lên dây cót để sẵn sàng với nó ha. Cũng như là rất là nhiều những cái thông điệp tình cảm ha, đến từ cái trải bài này, thì các bạn chọn lọc để mà xem cái thông điệp nào phù hợp với mình. Ví dụ như là bạn chưa có người nào cả hoặc là bạn đang không có quen ai, thì có thể là bạn xem cái năng lượng bỏ qua cái phần mà đối phương ha. Đó, và bạn hãy chọn lọc xem coi là cái trải bài nó thể hiện như thế nào. Để mà khớp với bạn thì bạn sẽ bắt được cái mạch bài, và sau đó nữa xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài. Tụ thứ nhất đó là cái hoa này, có vẻ rất là đơn thuần đơn giản là bạn ha. Đó, cái hoa này rồi, và cái hoa này. Ok, bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình nha. Và bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 nha bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ có cái thông điệp của cái loại hoa này. Thông điệp của cái loại hoa này thì nó mang cái ý nghĩa đó là cái sự thông minh, trí tuệ và cái vẻ đẹp về mặt tinh thần ha. Cái vẻ đẹp về cái mặt cảm xúc, sự sâu sắc của bạn á, giống như là cái trí tuệ về cảm xúc á, hoặc là kiểu như là cái sự thể hiện về cái nội tâm của bạn á, nó đẹp đẽ đó. Thì ở đây nó nói rằng là trí tuệ nó là một cái gì đó trừu tượng của quá khứ, nhưng vẻ đẹp là lời hứa của tương lai ha. Nhưng cái điều đẹp đẽ đó nó là lời hứa của tương lai. Thì ở đây mình có thể hiểu trong cái câu này là mình cảm thấy rằng là khi mà bạn nghĩ về quá khứ á, hoặc là những cái điều mà quá khứ có thể mà mang lại cho bạn á, thì nó sẽ thường là nó không có nhiều cái sự trí tuệ. Có nghĩa là những cái điều mà bạn hành xử trong quá khứ á, nó sẽ không trí tuệ bằng cái việc là bạn ở đây và bạn nhìn lại. Thì cũng như là khi mà bạn thấy như vậy thì tức nghĩa là cái điều đẹp đẽ phía trước đang chờ đón bạn. Thì mình cũng mong muốn là nếu như bạn có những cái ý khác về cái câu này thì bạn có thể comment ở phía dưới giùm cho mình ha, để mình có thể học hỏi thêm từ các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái tụ bài số 1. Hồi nãy mình quên xem, hình như là 1 phút 30 cho cái tụ bài số 1 các bạn ha. Ok, thì ở đây cái câu chuyện này mình cảm thấy là năng lượng của bạn nó thiên về cái việc là bạn đã rất gần với lại cái mục tiêu của mình, và cái mục tiêu này hoặc là cái điều mà bạn đang tiến gần đến đó, đó là một cái sự phát triển về cái mặt cảm xúc của bạn, cái sự trí tuệ, cái sự thông thái của bạn, sự cân bằng trong cuộc sống của bạn, lấy lại cái sự tự do trong cuộc sống của bạn, nhìn thấy ánh sáng phía trước của bạn ha. Thì có thể là cái tháng 9 này là mình đánh giá là một cái tháng rất là tốt đối với bạn. Bạn có rất nhiều bài học về tâm linh, bạn có những cái hy vọng sắp tới, bạn có những cái sự mong mong mỏi, mong muốn, những cái điều mà bạn hướng đến cái cuộc sống phía trước, và bạn có những cái thông điệp về tâm linh rất là nhiều trong cái tháng 9, cũng như là có những sự hứa hẹn, những sự hy vọng, ký kết hợp đồng, những cái điều gì mà liên quan đến người này, người nọ, người kia. Và kết nối được tốt, hoàn hảo á, giống kiểu như là bạn có công việc mới hoặc như thế nào đó ha. Thì cái tháng 9 này á, nhìn chung á, là cái tháng mà cái vấn đề về việc là bạn bạn nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, coi như là bạn có cái sự tĩnh lặng nhiều nhất có thể, hoặc là bạn gọi là buông bỏ nỗi sợ nhiều nhất có thể ha. Đó là cái tháng 9 này á, nếu như mà bạn đang cần một người nào đó đến bên bạn, thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề về việc là bạn gạt bỏ nỗi sợ của bạn để đến với cái người này á, thì cái người này có thể là năng lượng twin flame nữa trong cái câu chuyện này. Thì cái vấn đề về việc là trao đổi, nói chuyện, kiểu như là bạn có thể tinh khôn hơn hoặc là trí tuệ hơn trong việc thương thảo trong một cái câu chuyện tình cảm ha. Đó, chứ bạn không có để cảm xúc nó nhấn chìm hoặc là nỗi sợ nhấn chìm bạn nữa. Thì mình thấy là tháng 9 này là cái tháng rất là may mắn đối với bạn. Bạn sẽ có một cái tháng mà mình nghĩ là rất là đáng để mong chờ. Và cái câu chuyện về việc là bạn có thể trao đổi được với họ, hoặc là bạn quay lại cái sức sống, cũng như là bạn
như là tươi tỉnh, vui vẻ, nhẹ nhàng bên trong bản thân của bạn là ở đây, là rất là có thể là ở đây. Và ngoài ra thì mình còn thấy được là nếu như mà bạn muốn gặp một người mới á, hoặc là ở đây thì mình không không chắc là người mới, nhưng mà mình biết là một cái người nào đó có duyên với bạn, họ sẽ đến mang cho bạn một cái tình cảm rất là dễ thương luôn, rất là chan hòa, rất là gọi là làm mình cảm thấy là cái người này họ mới là cái người mà gọi là mang đến cái sự may mắn, hoặc là dòng chảy cuộc sống mang họ đến với bạn giống như một món quà đó. Thì cái món quà này bạn có nhận hay không, hoặc là bạn như thế nào với cái món quà này, đó là cái sự quyết định của bạn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn đã bỏ lại ở phía sau rất là nhiều thứ mà nó không xứng đáng, ví dụ như quá khứ, ví dụ như nỗi sợ, ví dụ như là sự không tin tưởng bản thân mình, ví dụ như là giá trị bản thân của mình thấp ở trong quá khứ đó. Và bây giờ bạn hướng đến sự tích cực hơn, thì ở đây mình muốn nói là có những chặng đường á, bạn sẽ đánh mất giá trị bản thân mình, thì những chặng đường đó bạn vượt qua và bạn nhìn lại cái quá khứ á, bạn sẽ thấy được là mình đã làm sai ở chỗ nào, nó còn tốt hơn nhiều với cái việc là bạn không mắc sai lầm ha. Cho nên là tại sao bạn dòng chảy cuộc sống, tại sao dòng chảy cuộc sống lại mang bạn đến ngày hôm nay, là cũng nhờ có cái quá khứ đó, và cũng nhờ là bạn mất cái thời gian để chữa lành, nên là cái bài học của bạn học đó, nó sẽ trọn vẹn hoặc là sâu sắc hơn ha. Nghĩa là bạn nhìn nhận ra được nhiều thứ hơn về bản thân của mình. Thì tháng 9 này mình vẫn thấy chủ trì của cái việc, chủ điểm của cái việc tháng 9 này, đó là cái sự ổn định của bạn, cái sự suy nghĩ lại, suy nghĩ tinh tế hơn, suy nghĩ nhẹ nhàng lại, cũng như là bạn mang đến cho mình nhiều cái vấn đề về việc tâm linh trực giác. Thì có thể là sự tĩnh lặng của bạn, sự nghỉ ngơi của bạn, cái sự gọi là không vội vàng quyết định của bạn, suy nghĩ tới lui hoặc là chần chừ của bạn đi, cho như là mình nói là chần chừ đi ha, mình gọi là như vậy, nhưng mà thật ra đó là sự tĩnh lặng của bạn, nó cái sự mà không có quyết định một cách vội vàng, bị áp đặt bởi cảm xúc vân vân, nỗi sợ hãi vân vân, nó đã giúp bạn có được cái câu trả lời bên trong của bản thân mình. Cho nên là nếu như mà bạn cần câu trả lời nữa, hoặc là bạn đang phân vân á, thì bạn có thể hỏi cái trực giác của mình đó, và cái suy nghĩ về cái trực giác của mình đó. Thì cái tháng này bạn cũng có sự may mắn về tiền bạc nha. Rồi, bạn có một người ở xa, người này có cái duyên với bạn và cũng có cái nợ của bạn. Người này đang rất là nhớ bạn, người này đang rất là muốn kết nối với bạn. Trong cái tháng 9 này có xuất hiện hình ảnh của cái người này với những cái đam mê, với những cái cảm xúc rất là nhiều ở đây. Với bạn nào mà đang quen với ai đó, tương tác với ai đó, thì mình cảm thấy rằng là cái đối phương mà bạn tương tác á, cái tháng 9 này họ có thể là ngắm nghía bạn từ xa, hoặc là để tâm đến những cái thông tin của bạn thông qua mạng xã hội, hoặc là nhiều thứ. Và cái người này thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn là họ chưa có đối diện được, chưa có đối diện được, cũng như là chưa có một cái hành động nào gọi là để mà giải quyết nhiều về mối quan hệ này, ngoài cái việc là tại vì mình nghĩ người này có cái tôi cao và cũng có cái sự gia trưởng, và người này họ đang mất lòng tin về trong mối quan hệ này, cũng như họ đang bị mắc kẹt lại về những cái cảm xúc của họ. Nếu như mà liên quan đến cái công việc thì càng tốt. Cái công việc á, thì kiểu giống như là họ đang tập trung vào công việc, hoặc bạn với cái người này đang liên hệ về cái công việc á, thì cái vấn đề về công việc á, nó không có bị ảnh hưởng nhiều ha. Đó, hoặc là kiểu là bạn với họ sẽ vẫn kết nối về cái công việc. Nhưng mà nếu như liên quan đến cái tình cảm á, thì mình nghĩ rằng là chưa có một cái điều mà họ sẽ làm bứt phá trong mối quan hệ này. Tuy nhiên á, là mình vẫn cảm thấy là có một chút xíu những cái ghen tuông, những cái sự ấm ức của cái người này liên quan về mối quan hệ này. Và mình vẫn cảm thấy là cái người này còn rất nhiều cảm xúc với bạn, nhưng mà chẳng qua là không giải phóng được, không giải quyết được, không có ấy được. Hoặc là có thể là bạn làm cho họ cảm thấy họ bị bỏ rơi ha, hoặc là họ cần bạn nhiều hơn bạn cần họ ở trong cái giai đoạn này đó. Tuy nhiên là dù bất cứ cái năng lượng của người này họ có giống như là đuổi theo, họ có như thế nào đi chăng nữa, thì cái vấn đề là ở chỗ đó là bạn đang ở trên năng lượng trên của cái người này, bởi vì bạn đang buông bỏ được những cái cảm xúc nỗi sợ ràng buộc từ trong mối quan hệ này, và bạn đang đến rất gần với lại cái sự thành công của mình, đó là thành công chinh phục bản thân mình, đó là thành công về sự trí tuệ của bản thân mình. Không phải tình yêu là mù quáng, là mất trí tuệ đâu. Và
khi mà bạn làm được cái điều đó, bạn buông bỏ được cái nỗi sợ đó, thì bắt đầu cái tình yêu nó quay lại với bạn. Nhưng mà nó quay lại theo cái cách là người đó mới là họ, cho dù họ có làm như thế nào cũng không ảnh hưởng đến cái năng lượng của bạn ha. Cho dù họ, bạn vẫn yêu, vẫn có thể nhớ họ, nhưng mà bạn không sợ hãi về cái bất cứ vấn đề gì, bởi vì bạn đang, năng lượng của bạn đang rất là tốt. Và cái người mà xuất hiện trong đây thì có thể là nam cung khí thiên bình bảo bình song tử, hoặc là kim ngưu ma kết xử nữ, nhưng mà cũng có thể là bất cứ cái cung nào nha, tại vì ở đây thì mình không có trải nhiều cung, cho nên là nó chỉ dừng ở đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái trải bài này ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 2 nha. Tụ bài số 2 mình sẽ đến với lại mười một phút đi bạn ha, 11 phút cho cái tụ bài số 2 nha. Rồi, đầu tiên á, với cái tụ bài số 2 này á, mình sẽ có cái thông điệp của cái loài hoa dành cho bạn á, là một cái sự sẵn sàng trong nguy hiểm. Thì có thể đây sẽ là bí quyết gặt hái thành công, thành quả lớn nhất và niềm vui lớn nhất từ cuộc sống, đó là bạn sống trong nguy hiểm. Tức nghĩa là mình nghĩ rằng là có thể là cái giai đoạn này của bạn nó không dễ thở, cũng như là nó cũng có nhiều cái sự thử thách cho đến với bạn, cũng như là cuộc sống của bạn có thể là nó có nhiều giông bão, và có thể là bạn đang mắc kẹt trong một vũng bùn này, cũng như là bạn cũng có nhiều cái kế hoạch trong cái cuộc sống, trong cái suy nghĩ của mình, có đạt được hay không thì mình chưa bàn tới. Nhưng mà với những cái điều đó trong cuộc sống của bạn á, thì vẻ đẹp của bạn vẫn tỏa sáng nếu như mà bạn chọn rằng là mình đang sống trong một cái giai đoạn gọi là một cái chuyến phiêu lưu ký, một cái câu chuyện nó sẽ được viết và lưu lại, và sau này mình nhìn lại, và sau này nữa khi mà vượt qua mọi thứ, mình cảm thấy giống như là mình có một cái đoạn phim kỷ niệm cho cái riêng bản thân của mình, cho nên cũng không có cái gì phải cảm thấy sợ hãi, hoặc là cảm thấy mà trách mắng hoặc là lo lắng cho bản thân mình quá nhiều. Thì mình chỉ cảm thấy là mọi thứ nó sẽ đi theo, nó sẽ đi qua, bạn sẽ bước qua, nhưng mà chỉ có điều là lâu hay là mau thôi. Và cái tháng 9 này á, thì mình cảm giác rằng là bạn có nhiều cái sự lo lắng về mặt công việc, xã hội, những mối quan hệ xã hội. Bạn có thể là bị gặp những cái vấn đề mà nó không có được như cái ý bạn mong muốn, hoặc là một cái sự ảnh hưởng về cái danh tiếng, về cái tiếng tăm của bạn, hoặc là những cái vấn đề lo lắng về con người, lo lắng về những cái mối quan hệ xã hội bạn ha. Và mình cảm thấy là năng lượng của bạn khá là nói chung thì mình thấy là mình khuyên bạn là bạn nên ổn định lại năng lượng của mình, bạn nên nhẹ nhàng lại, thiền định, bạn nên buông bỏ những cái suy nghĩ. Khi nào mà bạn buông được hết á, thì bạn mới có thể vượt qua được cái câu chuyện này. Bởi vì tháng 9 này có thể là bạn mất cái niềm tin đối với cái một người. Người này có thể là past life relationship của bạn. Và mình nghĩ là tháng 9 cũng là một cái tháng khó khăn đối với bạn ha. Đó, về cái sự khó khăn này á, thì tùy giai đoạn thôi, không phải là mọi người đều có thể trơn tru thuận lợi trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn hết á. Thì mình thấy rằng là trong cái sự khó khăn này vẫn có cái ánh cầu vồng, mình vẫn cảm thấy là bạn vẫn có một, giống như là tôi có một cái niềm hướng đến một cái cuộc sống tự do, hoặc là cái cảm xúc yêu thương bản thân mình mãnh liệt, hoặc là những cái điều mà mình khao khát trong cái câu chuyện cuộc sống của mình, chứ không phải là mình mất đi những cái giá trị và những cái giá trị trong cuộc sống. Có thể là mình vẫn tìm được cái đam mê của mình vẫn tìm được một số thứ nào đó nó mang đến cho mình những cái sức sống trong cái cuộc sống đó. Tuy nhiên là mình thấy về cái câu chuyện tình cảm của bạn á, thì khá là nhiều lo lắng. Một cái đối phương mà đối phương này rất nhiều tình cảm với bạn, nhưng mà cái đối phương này cũng là một cái người gọi là nhiều cái cảm xúc, nhiều cái em gái mưa, hoặc là một cái người tình cảm trong cuộc sống ha. Đó, thì bạn phải chọn lọc ha. Rồi, thì cái đối phương này với bạn có thể là sẽ
sẽ ổn định đi đến phía trước á, nhưng mà có điều là mình cảm thấy là cái sự không tin tưởng hoặc là cái cảm giác mà mình không tin tưởng người đó, hoặc là mình luôn luôn nghĩ rằng là đằng sau lưng của mình người đó họ không có chân thành chân thật á, thì tóm lại là cái tháng này nếu như mà bạn lo lắng về cái vấn đề đó thì bạn nên cân bằng lại, bởi vì cái tháng này thì mình không có thấy cái sự chia tay, nhưng mà mình chắc chắn mình thấy được là hai người có một cái bức tường vô hình ngăn cản trong cái câu chuyện tình cảm này ha. Có thể là sự khó đối mặt với nhau, có thể là sự lạnh lùng của bạn, cái sự nhạt nhòa trong cái mối quan hệ tình cảm này, hoặc là cái tình cảm này, nói chung là cái tình cảm này thì mình không có nói nó xấu nha. Và bạn thấy không, những cái ánh mặt trời, những cái tình yêu, những cái hoa thơm trái ngọt, nhưng mà mình chỉ thấy mối quan hệ này là một mối quan hệ ba người và bạn mắc kẹt trong nó với nhiều cái sự lo lắng đó. Thì trong cái khía cạnh tình cảm thì mình nghĩ là cái câu chuyện về việc phải chờ đợi, phải phải người đó trong cái tháng này, mình nghĩ họ sẽ thực hành nhiều thứ, hoặc là họ sẽ hành động nhiều thứ dành cho bạn hơn đó. Nhưng mà những cái vấn đề về việc là bạn có đạt được điều bạn muốn hay không, vân vân, thì cái tháng này không phải là cái tháng để nói về cái điều đó. Nếu như bạn hỏi là người này có còn tình cảm với bạn hay không thì câu trả lời sẽ là say yes. Nếu mà bạn hỏi là mối quan hệ này có còn tiếp tục trong cái thời gian tháng 9 hay không thì mình nói là say yes. Nhưng mà bạn hỏi rằng là có giải quyết được những cái lo lắng khổ sở trong lòng bạn về mối quan hệ này, hoặc là khó khăn về mối quan hệ ba người hay không, thì mình nói là chưa có giải quyết được ha. Và mình thấy rằng là cái sự mờ ảo, cái sự sợ hãi, cái sự lạnh lùng cắt bỏ cái tình cảm cảm xúc từ mối quan hệ này đó, giống như là bạn cắt cắt cái cắt khỏi cái câu chuyện tình cảm này những cái cảm xúc, bởi vì bạn nghĩ rằng là bạn phải quay lại với lý trí. Nhưng mà quay lại với lý trí theo kiểu này thì bạn chưa bộc phát được cái tình yêu thương bản thân mình thật sự, mặc dù là bạn vẫn còn giữ ở trong lòng là sự khao khát mãnh liệt được tự do, được sống, được yêu thương, hoặc là cái khao khát mãnh liệt là bạn sẽ phải vươn ra với lại biển lớn, vươn ra với lại công chúng, với mọi người, với mọi thứ đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là cái đây những mối quan hệ giữa bản người này là một cái sự ẩn náu, một cái sự gọi là không có open được, không có kiểu là không có chan hòa được, không có hòa hòa hoãn được đó. Dĩ nhiên là nó vẫn yêu, vẫn hạnh phúc, nhưng mà nó trong mối quan hệ ba người, nó trong một cái câu chuyện là nó hơi thiếu cái việc là nói chuyện với nhau về những cái lo lắng của mình. Thì ở đây á, cuối cùng á, thì bạn với người này vẫn sẽ có một cái ánh mặt trời, có một sự ấm áp, có thể ngồi xuống để mà giải quyết những cái vấn đề này, có thể để mà cân bằng lại, có thể để mà ổn định lại. Nhưng mà về cái lâu dài á, thì mình thấy là người này còn nhiều cảm xúc với bạn chứ không phải là không. Có thể mối quan hệ này cần lắng nghe nhiều hơn nữa đó. Nhưng mà bây giờ thì mình vẫn cảm thấy là cái người này họ cũng vẫn lo lắng cho mối quan hệ này, và năng lượng trong mối quan hệ giữa bạn người này tháng 9 là nhiều, gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái sự thử thách đó. Tuy nhiên là người này họ không có muốn buông bỏ mối quan hệ này, họ vẫn muốn gieo những cái hạt giống, gieo những cái mầm non mới cho mối quan hệ này. Tháng 9 có rất nhiều dự định mà bạn phải thực hiện, có thể bạn nên tập trung vào cái điều đó ha, để cái câu chuyện cuộc sống của bạn nó có cái sự kiên nhẫn hơn đối với những cái năng lượng hiện tại. Mình chỉ nói rằng là có thể là bạn không có chấp nhận tình cảm của cái người này ở một cái khía cạnh nào đó nữa nha đó. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này á, nó ảnh hưởng danh tiếng của bạn, và nó không có làm cho cái cuộc sống của bạn được thoải mái, bởi vì nó làm cho bạn phải kiểm soát cảm xúc của mình một cái cách hà khắc, và nó làm cho cuộc sống của bạn nơm nớp lo sợ đó. Nhưng mà về cái khía cạnh công ăn việc làm, hoặc là cái khía cạnh về việc là mình triển khai những cái kế hoạch, thì mình thấy là nó vẫn là ok hơn đó nha. Đó. Rồi, ok, tháng 9 hai bạn ha, của bạn năng lượng đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài sau nhé. Xem trải bài riêng inbox Facebook cho mình. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài
số 3 nha, bắt đầu ở tù bài số 3. Tù bài số 3 mình sẽ cho bắt đầu 20 phút nha bạn nha. 20 phút ha. Thì với cái năng lượng của cái tụ bài số 3 thì mình thấy được là về cái thông điệp của những loài hoa trước nha. Thì mình thấy ở đây nó sẽ là tình yêu ngay lần đầu tiên, tình yêu bắt gặp từ cái ánh mắt đầu tiên ha. Cái tình yêu với cái năng lượng linh hồn tự hào ở bên trong, thì khi nhìn thấy bạn, khi nhìn thấy em, tôi đã yêu và em mỉm cười vì em biết điều đó. Thì ô mình thấy nó rất là lãng mạn luôn, kiểu giống như là cả hai cái năng lượng, hai cái linh hồn tìm gặp nhau, tìm thấy nhau. Và ở đây tháng 9 là mình nghĩ rằng là bắt đầu nó có những cái thay đổi rất là tích cực trong cái câu chuyện tình cảm của bạn. Có thể những cái cam kết của bạn, hoặc là những cái mối quan hệ mà muốn cam kết, hoặc là đã cam kết của bạn đó, nó đang được test, nó đang được kiểm tra. Ví dụ như là những cái nỗi sợ của bạn nó sẽ dần mất đi. Những cái mối quan hệ nào á, mà nó không có còn làm lợi trong cuộc sống của bạn nữa, nó sẽ dần trôi đi. Những cái người đó họ sẽ dần được gạt bỏ trong cái tháng 9 này. Cái mà bạn cần nhất đó là cái sự lo lắng về cái sức khỏe của mình. Giống như kiểu là nên cẩn thận về cái sức khỏe của mình, nên chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt. Và luôn luôn giữ những cái năng lượng tích cực. Ở trong cái năng lượng này á, thì mình cảm thấy là có thể là cái sự tắc nghẽn về năng lượng của bạn, về sức khỏe của bạn nó sẽ được giải phóng. Cho nên là tại sao bạn phải luôn luôn giữ cái sự tích cực là như vậy. Bắt đầu mình nghĩ là nó sẽ có những cái niềm tin được xây dựng trở lại ha. Hãy tin vào tình cảm của chúng ta. Hãy tin vào tình cảm, tình yêu của bạn đối với một ai đó. Đó, mặc dù là khó khăn thử thách, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái sự khó khăn thử thách này á, nó không phải là một sớm một chiều. Cái sự khó khăn thử thách này á, nó vẫn có một cái con đường mà có thể rằng là bạn đang ở trong cái giai đoạn là bạn có thể mất khoảng một năm để mà giải quyết tận gốc, tận tận cái hạt giống, tận cái gốc gác của nó ha. Chứ không phải là cái vấn đề về việc là bởi vì những điều đó nó xảy ra là trong quá khứ, những cái điều đó nó được bắt nguồn từ trong quá khứ, những cái điều đó nó có thể là nó mang đến cho bạn là rất là nhiều những cái sự mất cái niềm tin. Nhưng mà tình cảm này thì tháng 9 thì mình vẫn thấy là sự tin tưởng được lặp lại, yêu thương được lặp lại, sự kết nối được lặp lại. Mình nghĩ là đây sẽ là một cái sự phát triển cá nhân rất là tốt của bạn. Cái giai đoạn này có thể nó bị kết nối với quá khứ, nhưng mà nó sẽ là một cái gì đó mà nhìn sâu về, nhìn nhìn tổng quát, bao quát về cái mối quan hệ tình cảm của bạn. Giống như cái giai đoạn này nó là như vậy, cái giai đoạn này nó là như vậy, và bạn sẽ có một cái tình yêu mới ha, với một cái người mà rất là lịch lãm này ha. Bạn sẽ có một cái tình yêu mới và sẽ có một cái mối quan hệ xa. Thì mình nghĩ là bạn có đến hai người chứ không phải là một người. Thì một người á là một người còn rất nhiều tình cảm với bạn, mang đến là một người mối quan hệ cũ nữa, còn rất nhiều tình cảm với bạn, còn rất là nhiều những cái cảm xúc với bạn, họ muốn mang đến cái tình yêu và điều đó với bạn. Và đối với cái người này á, họ vẫn còn yêu bạn nè. Đối với bạn nào mà có tương tác với ai đó thì mình thấy không, the lover, thì cái người này vẫn còn yêu bạn, vẫn còn rất là nhiều cái cảm xúc với bạn luôn. Người này thì hơi có cái tôi cao, và người này thì hơi bốc đồng trong cuộc sống, có thể lời ăn tiếng nói họ không được tốt. Nhưng mà cái tháng 9 này họ đang cố gắng để mà hòa đồng với bạn ha. Cái tháng 9 này là cái tháng mà mình nghĩ là trong cái mối quan hệ tình cảm là nó tốt với bạn. Mình cảm thấy là nó giống như là người đó họ theo bạn, theo đuổi lại bạn, hoặc là người đó họ đi tìm bạn, họ đốt đuốc đi tìm bạn. Có thể họ nhận ra cái ánh sáng của bạn đó. Thì mình cảm thấy nha, cái người đó đó, một trong hai người nha, một trong hai người, tại vì ở đây là trải bài chung nữa, cho nên là mình sẽ nói những cái khả năng có thể xảy ra đó. Thì đối phương của bạn á,
trong đây á, có hai nguồn năng lượng. Nếu mà là người mới á, thì mình nói bạn với cái người này khởi nguồn tình cảm với người mới nè. Bạn có một cái sự khởi nguồn tình cảm với cái người mới nè. Và cái người mới của bạn với bạn á, sẽ rất là lãng mạn. Còn đối với cái người cũ á, họ cũng đang đi tìm bạn, họ cũng đang có rất nhiều cái tình yêu với bạn. Họ vẫn muốn trao cho bạn những cái sự lãng mạn ở trong cuộc sống nè, trong những cái tương tác hàng ngày nè ha. Và họ rất là đau lòng và mắc kẹt vì vì mất đi bạn nè, nha bạn nha. Đó. Còn nếu như đối với cái bạn nào á mà có cái người cũ á, thì coi chừng cái người cũ họ quay về tìm bạn sau một cái khoảng thời gian nha. Đó. Và có thể họ sẽ dấy động lại một chút xíu những cái nỗi sợ bên trong bạn. Cho nên là bạn phải tiếp tục cố gắng tích cực nha. À, về cái mối quan hệ cũ này, cái mối quan hệ cũ này có thể là những cái vết thương cỏn con, nhưng mà vết thương gọi là của đứa trẻ bên trong, có thể là nó vẫn vượt qua được thôi. Mình không có cảm thấy nó ảnh hưởng gì quá nhiều trong cái câu chuyện này. Mình thấy là có hai người, và cái câu chuyện tháng 9 của bạn là ngoài cái việc nỗi sợ của bạn thôi á, thì mọi thứ còn lại trong tình cảm với người cũ và người mới đều có hết. Nhưng mà cái tháng 9 này cũng là cái tháng mà bạn buông tay với một cái số người nào mà mình không có còn phù hợp nữa, người cũ hay người gì, hay là bạn không muốn thì bạn buông tay. Cái đối phương của bạn họ đang thắp lên những cái niềm hy vọng rất là nhiều, và họ rất là canh cánh trong lòng về năng lượng tình cảm giữa hai người với nhau. Cẩn thận về mối quan hệ ba người trong cái câu chuyện này. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không có nó cũng chỉ là gọi là một cái năng lượng mới đến, nên là nó bị ảnh hưởng bởi năng lượng ba người thôi, chứ không phải là vấn đề là gì hết á. Có thể là người này họ đang đi cầu hôn lại bạn, cầu thân lại bạn nha, người cũ đó, đó chưa. Còn cái người mà bạn đang tương tác á, thì họ cũng đang nhận ra giá trị của bạn, tình yêu nè, đó, họ đang tức tốc quay trở về với bạn. Và bạn là kèo trên, giống kiểu như là bạn là cái người mà bây giờ là bạn hãnh diện ngồi đó với cái tự do của bản thân mình, với cái niềm tin, với cuộc sống của mình, với sự vui vẻ của mình. Đó, thì mình nghĩ là cái sự chăm chỉ trong cái cuộc sống của bạn, như đi làm lụng vất vả trong cái tháng 9 này á, để mà kết nối, để mà teamwork, để mà làm việc nhóm này nọ, thì nó rất là tốt trong cái tháng 9 này đối với bạn. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau nha.